bánh kẹo BTS. Bánh quy. Ủa, nó cứng quá. Wow. Wow. Ngọt lắm đó. Mình sẽ đập bể nó. Wow. Wow. Tuyệt quá. Wow. Wow. Dễ thương quá. Wow. Có bánh bông lan bên trong. Ăn nguyên một miếng. Kẹo Chupa Chups. Wow. Oh. Wow. Bị cola rất ngon. Mình sẽ ăn hết luôn. Một, hai, ba. Wow. 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 Ngon. Sô cô la. Ai thắng thì trước búa bao kéo. Hình phá màu tím màu tím. Xịt 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 nào. Vị giống nho thối vậy. Lemona, soda. Chọn đi. Mình lấy cái này. Wow, mình lấy được Jimin. Mình lấy được Suho. Uống nữa nào, bắt đầu. Hồng sâm, kẹo dẻo. Vị tốt cho sức khỏe. Bánh pretzel. Sandwich. Mình phải uống cái gì đó. Nước trái cây BTS. Sảng khoái quá. Bánh kem. Ai thắng lấy muỗng bự búa bao kéo. Yeah, mình lấy muỗng bự. Muỗng lớn. Vị giống như kẹo đó. Nó là kẹo bông gòn á. Lemon. No. Vị giống như chanh thiệt á. Ai thua thì ăn búa bao kéo. Yeah. Bạn ăn hết luôn đi. Phun ra. Sô cô la bạc hà, bánh phô mai. Cùng thưởng thức BTS nào. Thử thách hợp tích tắc. Cái nào dễ đi. Cuộc đua khai đó. Đồ chơi khai đó. Ai mở nhanh hơn. Chuẩn bị làm bắt đầu. Trời ơi, của mình bị bể rồi. Bình tĩnh đi gái. Bạn nhanh hơn mình rồi. Trời, nó bể rồi. Dừng lại, dừng lại. Đừng có chọc nữa mà. Yeah. Hình phạt. Ít thôi mà, nó kỳ quá à. Vô. Ngon quá à. Mùi nó kỳ quá. Một, hai, ba. Cái này. Cuộc đua Coca. Ai nhanh hơn, hai, ba. Bạn nhanh quá à. Yeah. Mình thắng rồi. Hình phạt là kẹo dẻo cây. Nó cây và mặn. Mình sẽ chọn một cái. Thử thách sốt. Ai thắng đi trước búa bao kéo. Yeah. Mình trước.
mình sẽ lấy cái này. Thì cái này của mình. 1, 2, 3. Trả lời là wasabi. Hình phạt là bình xịt nước chữa cháy. Chua quá. Đây là cuộc đua ống chích. Mặt của mình kỳ quá à. Ăn đua nào. 2, 3. Mình no quá. Hình phạt. Nè, mở miệng ra chứ. Nó không chua. Mình gạt đó. Thử thách hợp thiết